sẽ phải cho bằng mình đã tới với mình. Thì nên mình sẽ chơi PvP tiếp. Thì mình đã có cái giáp mà đấy rất là ba đeo rồi. Và mình vẫn còn kim cương nè. Rất là nhiều. Nói chung là nhiều lắm. Mình mua kim cương tới là có cái gì phải sợ. Giờ mình sẽ đi qua. À mình mua 2-3 sắp tải dai này. Các bạn đừng có tưởng mình hết nha. Đây là mình mua 100% nha các bạn. Mình mua đó. Rồi mình có 2-3 cái. Thì mình sẽ đi qua shop. Mình sẽ chỉ dẫn các bạn đi mua cái này. Các bạn đi lên lầu 2 nha. Mình fly đây coi. Yes, mình đã fly. Yes. Yes. Các bạn khi lên lầu xong thì các bạn cứ tìm chỗ này này. Đấy, thấy chưa? Enchant Golden Apple này. Đó, thì các bạn sẽ 700 xu nhé này. 700 xu 5 cái. Thì mình mua khoảng 28.000. Rất là nhiều. 28.000 á. Nhiều, rồi mình mua được có 3 stack này, rất là ba đẹo. À 2 stack rưỡi. Rồi ok, mình sẽ đi PvP cho em lên TV. PvP cho anh em lên TV nhé. Rồi, ôi thôi. Hôm nè, mắt giáp nè. Mắt giáp nè. Đầm con thằng con này mày bay thì em bay thôi. Úi dồi ôi, thế làm solo gì, solo cái gì thế mà đòi solo à em, thế mà đòi solo à em. Những thằng đã chết đã được lên tivi rồi đấy. Thoải mạng chưa, thoải mạng chưa cú, thoải mạng chưa, tao diệt, tao diệt. Không chơi dép, không chơi dép nè. Còn cái số 4 rồi. Nhưng mà còn lâu, cách cục khuya 9999 anh chưa chết cả kiếm. Nó đùa thôi chứ sao chứ chết à. Nhìn cái này dùng dai lắm. Đó xong này 13 attack dam, rất là ba đẹo. Nên mình chỉ cần kiếm 18k đây. Là 2, 4, 6, 8, 8 ngàn. 10.000, thêm 5.000, 15.000. Thêm này nó là 18.000. Mình cần 18.000 để chích người. Để chim lại. Rất là rẻ. Rẻ mà ba đẹo nữa. Rẻ mà ba đẹo nữa. Alia này, Alia. Thôi kệ cha nó. Úi dồi ôi, Shiber gì đây. Solo Shiber. Ngon quá đi bọn. Ngon đi qua đây. Đi solo. Ăn táo dai này con. Sao mày biết được đằng sau à có à. Cái lạc pha vậy. Anh này chơi lâu năm rồi mày. Úi dồi. À bay nè. Bay à. Bay. Bay nè. Nè che bay rồi. Đi rồi. Che nó chạy rồi. Gifler. Đợi một chút coi. Đang quay. Đúng là bà đẹp thật. Úi dồi ôi, bà hết luôn. Kỹ nước lâm ăn. Úi dồi ôi. Thế là solo dễ. Double kill. Multi kill. Duyên rồi. Ok ăn rồi. Cái kiếm âu tan ồ data 10 gold money chung team quên mới chung team vãi. Chỉnh ra hôm à quên ra. Mình đợi chút.
lên TV xin loài thôi nghỉ rồi sao tăng admin à? thằng nào admin sao tăng admin gì à hết úi rồi chết luôn này chuẩn bị bóng này úi rồi và chưa quên mãi là thẻ khủng 150% khi là phép và coi chỉ nhìn đôi tóc ở đây diễn ra ok 200 hom mình kêu thành con đi solo con solo lên TV cái tên rõ ràng mà còn biết ngu người con nghĩ mày thích tao rồi con ạ chết luôn ăn cơm chạy rồi phíp năm mà chạy dân chơi kiếm úi rồi này thì đứng trên bàn in trên thì đừng có mà hồng ăn gì chết luôn đấy kiếm này khá là ok đấy không đùa đâu 1 2 3 rồi ba chết luôn rất là ba đeo vlog bị lỗi đấy nhìn cứ như là dựng đánh nhau bằng tay không ngơi ok sau đó đừng dừng lại sau đó dừng lệnh ôi dồi thanh niên đi lên chạy chị đi lên tivi rồi đấy bà đẹo nhờ chị này đi lên tivi rồi đấy rồi chị này đi lên tivi chị hôm hôm này chạy lên tivi rồi hôm hôm nè không biết chị này bao nhiêu tuổi vậy mới 10 tuổi à vãi ơi cho cháy là pha luôn ơi cho cháy là pha luôn nè một kêu này này thì yes là người em nguyên không bận yes từ từ mình chỉ cần che tay đã quên đánh 20 lần á nó chết liền nãy giờ cho nó không chết rồi nãy giờ không chết được rồi thằng đây ta úi dồi sợ tay quá chị ơi úi dồi ơi chơi bằng tay ăn táo dai làm gì thằng nào này gì cũng đa ta trước chị ơi thôi sao đi chị ok anh đa ta này nguyện vãi úi dồi ôi rồi không dép không rồi giờ ông bạn yêu nhau thời chưa có tivi thời chưa có từng đứa lên trộn thằng này đi đánh pvp loài thế úi dồi bá đẹp úi dồi ôi thế mà còn thua đấy đây là trực chiêu cua đánh thần thánh không ai có thể thắng ở bố hết thằng nào mặc táo dai người ta mặc táo dai luôn méo sợ úi dồi thịt gà ức mắm chuẩn bị đi ăn rồi thì mà giết thằng cha cụ chứ giết hai thằng cha cụ này chứ rồi tạo ra ăn tạo ra luôn
Ôi chạy, ôi chuối rồi rồi chứ. Ăn bằng tay đi về ăn cái gì. Ôi trời ăn thịt gà. Chơi bằng thịt gà nè. Chơi thịt gà nè, chơi thịt gà nè, chơi thịt gà nè. Tao chơi thịt gà nè. Ôi giời. Chết ba nó rầu. Ôi giời ôi chết ba nó rầu. Thịt gà sao dở thế em biết. Thịt gà dở thế. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ta ta. Đi 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 ta. Này đi solo. Ok. Đây là trận cuối cùng, ai sẽ thắng ai sẽ thua. Mình không cần biết. Mình chỉ cần đánh nó thôi. Đừng đánh tôi đen lát. Thôi thanh niên. Úi dồi ôi. Năm ngày mà lắc lắc phá gì không lắc lỗi. Trở lại ui ui ui. Yes yes yes. Ủa đó là bà ra. Sao chị lại đánh đi quá vậy. Ủa chị gà đã chơi phê nhờ. Để xem cái kiến còn con cái kiến. Cái gà sắp hư rồi. Chuẩn bị con kiến cương chứ. Biết là tốt nhìn trong đêm không. Thằng con gái kim cương kìa. Đau thế em. Đau quá. Cho mày thuốc nè. Mình đã thua. Thôi bye bye anh em. Bye. Rồi.